Rồi chào các bác nha. Thì bên này cái máy này xong rồi. Bên này em sẽ lên máy về Thanh Hóa cho khách ha. Chiếc DC 40G Loop. Đó. Làm lại mới cáo cạnh luôn ha. Máy này máy đẹp. Này là G Loop ha. Giãn cách thêm 14 ngày nữa cho nên công ty cũng phải đóng cửa cầm chừng ha anh em. Nay đường xá vắng que, nói chung là không ai ra đường hết. Thực hiện miền Nam thực hiện nghiêm cái giãn cách này ha, để cho dịch bệnh mau qua, để về cuộc sống bình thường lại. Hầu như giờ ra đường chỉ nghe tiếng xe cấp cứu. Xe này thì xe có dán QR đi Bắc Nam, không ghé một cái thành phố nào hết, đi thẳng cho nên đi được. Rồi xong, bỏ vô trong sâu rồi đó. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Chiếc này bữa gẹo như hợp đồng rồi thì bữa nay mới chạy xuống bắt đầu làm ha. Máy này đi Thanh Hóa nha. Đó, thì bây giờ trước mắt là này để xem BG để nguyên bồn. Anh em thợ cũng đã mở ra chút chút rồi. Đó. Hồi camera hơi mờ. Đây ha, đây là nó trước khi bắt đầu làm nha. Có gì em sẽ cập nhật tình hình cái máy này cho anh em xem ha. Hiện tại giờ cũng còn dùng máy nhiều quá. Đó. Đang dịch nó đang giãn cách cả miền Nam nữa. Rồi, chào buổi sáng anh em nha. Chiếc 70G này thì hộp số đang mở nha. Đây. Cùng tay vô cho nó đây. Rất là nhiều miễn phí nha. Giờ, chắc cái này khoảng chừng 3 ngày nữa là xong. Các bác nha, hiện tại giờ đang gáp lại cái hàm ha. Thì giờ máy này cũng đã làm bảo dưỡng cũng bữa gầy 3-4 bữa rồi xong rồi ha. Gáp vô xong rồi cho chạy thử đêm nay rồi có thể là kiểm tra sơ sơ là mai giao luôn anh em ơi. Thấy chưa? Máy là ok hết luôn rồi đó nha. Rồi cho các bác nha, cái máy này bữa gầy hoàn thiện rồi mà em chưa có quay kịp ha. Nó 70G bảo dưỡng ngon lành hết luôn rồi ha. Đây thì thời gian làm chiếc này gấp rút cho anh em nha, tại tình hình dịch bệnh căng thẳng quá. Bữa nay mà một ngày là mấy ngàn ca không. Xe thì bây giờ em làm được giấy, nói chung là không ghé đâu hết nên là nó được vô. Tài xế xét nghiệm đầy đủ PCR. Rồi bữa nay về đến 6 chiếc ha. Thì cái này là máy Thái 100% 1747. Thì chút nữa anh em xuống mình sẽ quay chi tiết điều kiện cho anh em xem nha. Quay sơ sơ trước nha. Điều
có phụ tùng kèm theo, cái gì mình sẽ thay vô máy luôn. Đây cũng vậy. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây, cái xe cũng là khu của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây. Chiếc này cũng đang gãy hết ra. Chiếc này gãy nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Này chiếc này giờ đang làm hộp số đã làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu dùng chiếc vải máy ha anh em. Đó. Anh em có vải máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gạch cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em cứ lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.